Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Trẻ Tây Bắc của mình. Hôm nay mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi đặt bẫy trực tiếp nhé các bạn nhé. Đây, hôm nay mình sẽ đặt cánh rừng phía sau mình đây các bạn nhé. Đây, nếu bạn xem video, các bạn hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi đặt bẫy nhé các bạn nhé. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi vào khu này xem như thế nào nhé. Mình thấy dấu nó đi rất chi là nhiều luôn các bạn ạ. Mình không biết nó còn ở nữa không đây. Mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nhé. Đây, đây có một hàng nó vừa mới đào đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ mình sẽ kiếm một chỗ để mình đặt nhé các bạn nhé. Mình sẽ kiếm đường của nó đi. Rồi mình sẽ đặt. Đây mình sẽ đặt một cái chỗ này nhé các bạn. Mình đặt cái này là hên xui thôi các bạn ạ. Bởi vì vùng này có người cũng đi đặt trước rồi đấy các bạn. Đây mình sẽ đặt bằng mồi sắn nhé các bạn nhé. Còn bẫy của mình thì vẫn giống như mọi khi thôi các bạn ạ. Nó dính nhau lung tung luôn này các bạn. Đây mình sẽ cho mồi vào nhé các bạn nhé. Mình đặt như này là hên xui thôi các bạn ạ. Bởi vì họ đã đi đặt trước rồi ấy. Mới cách đây khoảng 1-2 ngày gì đấy thôi các bạn ạ. Nên mình đi đặt như thế này là hên xui thôi nhé. Bởi vì ở chỗ này, chỗ mình mùa này ấy, họ đi đặt nhiều lắm các bạn ạ. Mình thì đi đặt chơi về thôi. Chứ không phải là mình chuyên về đi đặt bẫy đâu các bạn. Đây mình đã đặt xong một cái rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển đi chỗ khác đây các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình sẽ đặt một cái ở chỗ này nữa nhé các bạn nhé. Đây mình thấy
có dấu hiệu như nó vượt đấy, nó vượt đi qua hay sao đấy, phần nó đang còn tươi, đang còn ướt nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ đặt một cái ở chỗ này nữa nhé. Cái này mình làm phải cẩn thận nhé các bạn nhé, không nó kẹp vào tay là đau lắm đấy. Ok, mình đã đặt xong bầy thứ hai rồi nhá, bây giờ mình tiếp tục di chuyển thôi các bạn ạ. Đường nó đi thì rất chi là nhiều luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ đặt đây một cái nhé các bạn. Hên xui nhé các bạn nhé.
Ok nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nhé. Đây các bạn ơi, ở khu vực này nó cũng đi rất nhiều luôn nhé các bạn nhé. Đấy, đường của nó đi đấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đường của nó đi rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây. Không biết nó còn ở nữa không các bạn ạ. Bởi vì mình thấy chỗ này họ đặt cũng nhiều ấy. Không biết nó còn ở không. Nhưng mà mình vẫn cứ đặn nhé các bạn nhé. Vẫn suy nhé. Đây là mình đặt hên xui thôi chứ còn không dám chắc chắn đâu. Bởi vì có dấu của họ đặt nhiều quá đấy các bạn. Hôm nay mình đặt mấy chục cái luôn ấy, không biết có kết quả gì nữa không các bạn ạ. Đường của nó đi thì rất chi là đẹp luôn đấy. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ đi tiếp đây. Còn mấy cái nữa mình đi quanh quanh khu vực này xem chỗ nào đẹp đẹp thì mình đặt thôi các bạn nhé. Bởi vì hôm nay đi nhưng mà chán quá các bạn ạ. Đi mà cặp toàn dấu của họ đặt thôi đấy. Wow, sao chỗ này có lông con gì này các bạn này. Đấy, cái này là lông chim hay là lông con gì đấy các bạn ạ. Chắc là đây là lông gà hay là lông con gì đấy các bạn ạ. Chắc mắc bẫy của họ hay như thế nào không biết nữa. Đặt một cái ở chỗ này xem như nào nhé các bạn nhé. Cột lại cho nó chắc chắn các bạn ạ. Giờ đâu nó dính thì nó có tha thì cũng không tha được nhá, không tha bẫy của mình đi được nhá.
Đây còn mấy cái nữa chắc mình xin tạm dừng video tại đây thôi các bạn ạ. Mình đi đặt nốt rồi nhé các bạn nhé. Xong lúc nào mình đi thăm thì mình lại tiếp tục mình ghi hình cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ mình đi tìm chỗ để mình đặt cho hết bầy đó các bạn ạ. Thấy chỗ này nản quá đây. Giờ này mình xin tạm dừng tại đây nhé các bạn.